Vâng, vừa tập trung vừa trong tập anh xin chân thành cảm ơn quý cô chú, quý anh chị và các bạn đã tới dự lễ thành hôn của tập anh. Và tập anh cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, một tháng đầy niềm vui và một năm tràn đập tiền niềm vui hàng tiếng cười. Cảm ơn.